con đường xuyên núi độc nhất vô nhị Tây Bắc với chiều dài 500 mét, nằm giữa lưng chừng núi đá cao chót vót, khu vực Bản Thập, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Hang xuyên núi không chỉ là nơi lưu giấu những chứng tích lịch sử mà còn là địa điểm khám phá hấp dẫn của nhiều du khách. Hang Bản Thập hay gọi là hang Thảm Luông vốn là sản phẩm tạo hóa của thiên nhiên. Nhìn từ xa, hang đá trông như một cái hầm chui nằm giữa lưng chừng núi. Năm 1964, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, hang được bộ đội Việt Nam cải tạo, phá đá mở đường dẫn lên. Từ đó, hang trở thành nơi cất giấu vũ khí bí mật của quân đội ta. Năm 1966, hang đá được đục thông thành con đường mòn nhỏ xuyên qua núi có chiều dài 500 mét. Ngày nay, nơi đây đã trở thành con đường qua lại của hàng chục hộ dân. Con đường xuyên qua hang là lối đi lại hàng ngày của hàng chục hộ dân, người bản địa. Vào ngày mùa, luôn tấp nập người ra, người vào mua bán nông sản. Còn những ngày thường, lúc nào cũng có người qua lại. Hai bên thành hang bị dính đầy đất do lượng người cùng phương tiện và người dân thường xuyên qua lại. Trong lòng hang trời tối mịt, mỗi lần người dân qua đây phải mang theo đèn pin hoặc đốm lửa soi đường mới đi được. Khí hậu trong hang thoáng mát, mùa đông ấm áp, mùa hè thì mát mẻ. Trong lòng hang có nhiều thạch nhũ trông rất đẹp, là địa điểm hấp dẫn của những ai ưa thích khám phá. Cho Khánh nói, anh quay tới. Đây là mình đang đi từ hướng trong quận đi ra ngoài phía quốc lộ. Khu vực này mình đang đi cả cái điện của trong quận luôn. Trữ nước ở đây luôn đây, có ngóc ngách luôn. Nhiều ngóc ngách nhỉ. Trên nữa nè. Trữ nước à. Hướng nước nữa. Ê, hướng nước vẫn kỳ, úp vào trong vách đá rồi đưa đường ống vào trong bể dưới đất rồi. Có quay cục nhũ rồi. Ồ, nhũ này từ nước. Thì có nước là có thạch nhũ à? Ừ. Đẹp đi. Hay không? Úp nước đưa vào cái bể bên này. Mấy ngách linh tinh vậy. À, nghe có tiếng mấy bà đang đi bộ qua đây. Họ đi bộ qua đây luôn mới ghê. Cái thằng này quay đâu. Đưa đây. Em còn cho chú. Lại trả thù cho con. Rộng quá, rộng luôn. Khúc này rộng. Khúc này quá rộng luôn. Mấy trăm mét vuông như khu này. Có đèn pin luôn kìa. Họ phải dùng đèn pin để họ đi qua hang. Ba cô họ gánh nhỉ, gánh đi bộ. Chào các cô. Chào các cô. Đi chơi về à cô? Cháu à, đi chơi du lịch quá. Du lịch giờ ngày nào cũng đi à cô? Ngày nào cũng đi. Đây là con đường ra khỏi bán à cơ? Có bán đấy. Dạ. Rồi, con cảm ơn nha. Bao nhiêu người viết lên trên đây luôn đấy. Ừ, họ đánh dấu kỷ niệm nên viết tên. Rất là nhiều người tới đây rồi. À, chưa viết kín luôn.
Nha, tên tên chữ Ngọc. Ôi, bên này đóng luôn. Nhóc tên ở bên đó. Chỗ nào cũng có chữ đây. Có cả chữ cũ, có cả chữ mới. Chứng tỏ là số lượng người đến đây rất là nhiều. Trong này đường chỗ này đẹp đúng không? Chỗ này thì chuẩn luôn. Hay ta tự nhiên mà có đường kỳ cục quá. Chỗ này bự này. Thạch chỗ đang tạo. Ôi gì đây? Hố chắc đào thử vàng rồi có không? Khu vực này giống như là cái hội trường ha. Ừ. Cái này chắc ngày xưa quân đội làm. Cái này lũ dài à? Trên cao á. Vừa dài vừa già. Wow, có người đẹp này. Cô đang tốt đây. Viết tên theo men đá mà cả mấy trăm mét vẫn chưa hết. Rất là nhiều chữ viết nhỉ. Đến số lượng chữ viết thì số lượng người đến đây chắc hơn nhiều rồi. Các bạn có thấy những đẹp chữ lên. Chúi vô luôn. Được ra không nhỉ? Hàng đi xuống bên dưới. Được xuống bên dưới. Được xuống bên dưới. Cứ tưởng là cái hang. Để cho mình mới phát hiện ra cái hang mới. Cái hang này này. Bên này này. Hôm nay cũng có. Bên này đấy, bên này có hang này. Xoay vô. Ờ đây. Đây, đây. Lên trên này. Đây không, đây không. Đây luôn. Tay trời chơi cái gì? Cái đẩy lên rồi thì kéo tay lên. Đi đi đi. Mua sắp dây điện kéo đầy cái này. Cả cái này, cái này. Trời ơi. Từ cái hang nhá. Lên quay cái. Nhưng mà thạch nhũ ở đây đẹp. Thạch này, ủ bọn lên đây viết tên tàu lao lên đây. Mình cứ được khám phá được hang mới. Anh ở dưới có cái hang nó rộng nè. Vẫn thông lên xuống cái hang vẫn đường thông với cái đường chính. Còn dưới anh xem nào. Ồ, nó này không xuống đâu. Quay lại. Xoay được cái. Chàng ấy làm gì rồi lại phải đi xuống không? Được, phát hiện hàng mới chứ. Ai chà. Xe máy đang đi qua núi đây các bạn. Đường xuyên núi. Cái gì đấy? Nhãn. Nhãn ăn dục ở đây mà lên được cây nữa. Đến tỏ đất ở đây cũng màu mỡ. À, tới bên kia rồi. Đến cái đoạn hồi nãy xuống đi bộ luôn hả? Trơn. Anh đường hầm này mà tốt nha. Đường hầm này mà chứa. Ê, cái gì đây? Lỏng rồi. Lỏng đi. Đi ra. Rồi xong. Tắt đèn. Chê. Tối rồi. Đi trước đi anh. Ừ. Sao đây không có gì này? Đó, đẹp như này, sao?
Nó vừa rộng mà vừa cao. Có rơi chứ đấy. Nhưng mà thiên nhiên tuyệt tác. Tuyệt tác luôn. Đường hầm tự nhiên xuyên núi. 500 mét dài nhất Việt Nam. Khó tin nhưng mà là sự thật. Bao nhiêu mét đây? 500 mét hả? 500 thôi. 500 mét thôi. Ừ, chút đoạn này nhũ nhiều. Cái này cũng đẹp. Mấy cái này nước nó chảy lâu năm, nó hay muốn thành nhũ. Đúng là chiến tranh chui vô đây thì ai biết đấy là đâu, biết đâu mà tìm. Nhưng mà cửa hang hơi lớn, phải nếu mà lúc đấy là phải ngụy trang cái cửa hang. Có ngụy hết. Chỗ này chắc cao nhất luôn mà. Khu vực này cao nhất cửa của hang luôn. Ừ, tới đỉnh, nhìn tới đỉnh như thế mà. Chắc phải tầm mấy chục mét à. Ủa, trên toàn nhũ không? Rơi. Ừ, rơi bù đen luôn à. Rơi kìa. Lên được có không ta? Thấy gần đi, thấy gần đi. Rồi bù đen luôn. Đen sùi lùi luôn. Đi. Đang quay bên này. Bên dưới. Cái này sạch. Không biết là đi được nửa chưa. Bên phải nhìn lớp nhũ rồi. Rồi xong. À, lớp nhũ là như kiểu mây ở trên trời luôn, ghê. Từng từng lớp lớp. Bên này đẹp. Tối quá không thấy được gì luôn. Đẹp quá nhưng mà tối lắm. Khổ ghê. Mọi người cứ tưởng tượng là đẹp đấy. Vì thực sự nó rất là đẹp. Với tội là tối. Ê, kia có con gì? Ủa, cái gì mà vàng vàng trên đấy? Con gì ra? Con gì ra? Có phải con gì không? Hay là cái... Hồi tối. Đi, kệ nó đi. Tao thấy con gì không này. Cái thạch nhũ này đẹp lắm này, mà bị người ta đập mất. Ừ, bọn. Bọn phá hoại nó vô. Nó đập cái này về. Đấy, chỗ này gần lớp thạch nhũ nhìn thấy gần này. Nhìn như kiểu là máy bay trên trời. Chỗ này đúng rồi. Ừ, chỗ này rõ tí nè. Đúng là lớp như lớp kiểu máy bay trên trời luôn. Đúng là tuyệt tác của thiên nhiên. Quá đẹp. Đi máy mà em chưa hết hầm. Này nước nhiều nhất. Ủa cái khối này mới to nè. À, to nhất rồi. Ánh này, ánh này. Quay chỗ này nhìn lên trên này. Ủa nhìn lên trên rồi. Wow. Ý chà. Nhìn đã. Không phải hang mà là đường hầm tự nhiên luôn. Nước chảy nhiều. Chắc khúc này nó gần lên chỗ nào đó thông ra bên ngoài sao. Nước nó thấm nhiều nên là tạo thành thạch nhũ nhiều. Đi, tiếp tiếp. Quả bên này này, quả bên này mới phê này. Quả này quả to luôn này. Đấy. Ui.
có đường đi vô luôn này. Ừ, có đường đi vô đó. Biết đâu vớ được vàng đúng không? Bên nọ là sông nó bên kia. Chắc được hơn nửa hang rồi đấy. Dài dài rồi đấy. Lục ngạn gì này. Chưa thấy ánh sáng. À đây đây, thấy ánh sáng, ra cửa hang. À, tới rồi. Ánh sáng đã về tới cửa bản rồi. Coi lên đỉnh, xoay lên đỉnh cho coi. Trên kia có cái hang này. Đó. Trên đó mà có cái vàng. Cái lỗ này là cái lỗ bên trên của cái hang này này. Lúc mình đứng ngoài mình thấy á. Anh Linh nhớ không? À, trên đó mới là có vàng á. Bên trên cái hang là có một cái lỗ này, là cái lỗ đó đó. Cao quá, xa quá. Một nơi đẹp như thế này mà người ta cứ ghi giữ lên là sao đây, là mất đi cái vẻ đẹp, mất lịch sự, tất cả rác lục rác bừa bãi này, ánh sáng mới từ đâu ra á? Ừ, ánh sáng này ở khe trên cửa hàng nó vô này. Chỗ cửa hàng này rộng hơn. Ồ, mọi người thấy cái lỗ sáng sáng kia kia, đó là cửa hang rồi đó. Đi bộ mất, vừa đi vừa chơi mất hơn 15 phút rồi qua là cái hầm 500m rồi. Thật là vi diệu. Thiên nhiên thật là khó hiểu. Các cụ ngày xưa mà tìm ra được chỗ này cất giấu vũ khí cũng giỏi à. Úi chà, bên này rộng thế. Chúng mình đã nhìn thấy ánh sáng và đang đi ra khỏi hang. Nhiều rơi nhiều chim nữa nhé, nào có mình rơi. Cái con đường ngoài này là đi xuyên để đi ra đường quốc lộ đi lên thẳng Điện Biên đấy các bạn. Bọn mình đi ngược vì hồi nãy đi vô chưa có thời gian để quay nên bọn mình sau khi đi sang bên kia hang rồi cái bản bên kia là giờ mới quay lại để quay. Đây. Phía ngoài này thiên nhiên bao la hùng vĩ các bạn. Đây, điểm đường ngoài này là đường quốc lộ từ Sơn La đi lên thành phố Điện Biên này các bạn. Điểm này cách thành phố Sơn La chừng 30 cây số. Mình đi qua thấy ở bên đường có cái hang lớn quá nên là còn mò hỏi người dân thì họ chỉ cho mới biết ạ. Đúng là một tuyệt tác của thiên nhiên. Quá đẹp. Miệng hang quá rộng. Cái này ngày xưa chắc là con đường nhỏ lắm các bạn. Nhưng mà trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ thì bộ đội đã phá đá mở đường để làm con đường lên đây để cất giấu vũ khí cũng như lương thực thực phẩm. Thôi mình review sơ sơ cho mọi người biết thôi. Một con đường hầm tự nhiên xuyên qua núi độc nhất Việt Nam đã được ghi vào kỷ lục Việt Nam với chiều dài 500m, không tính những đường hầm qua núi do con người tự làm nha các bạn. Đây là hầm tự nhiên hoàn toàn luôn, 100% tự nhiên. Thôi mình xin phép kết thúc video ở đây. Hẹn mọi người ở những clip khám phá tiếp theo của mình nhé.
Thank you.